Em xin chào tất cả các bác nhé. Video ngày hôm nay em sẽ cập nhật và chia sẻ cho các bác về một cái dự án Android cực kỳ là ngon, giúp các bác có thể tham gia đào được cái đồng coin có tên là OEX, hoàn toàn là miễn phí. Và cái đồng coin này các bác có thể tham gia khai thác ở trên cái ứng dụng Satoshi. Ở trên cái ứng dụng Satoshi này, ngoài cái việc mà các bác tham gia khai thác được cái đồng OEX này thì thành công nhất đó là cái đồng COT. Hiện tại thì đồng COT đã cho các bác cam đến cái đợt cuối cùng rồi. Ở cái đồng COT này các bác có thể rút lên sàn OKEX này, HUBI này, sau đó các bác có thể swap sang USDT, rồi các bác có thể bán và rút về tài khoản ngân hàng của các bác bất kỳ lúc nào đều được nhá. Trước khi hướng dẫn các bác cam cái đồng COT cái đợt cuối này thì video này em chia sẻ cho các bác tham gia cái dự án Android này, giúp chúng ta có thể đào được cái đồng coin OEX ở đây hoàn toàn là miễn phí nhá. Bác nào mà chưa có cái ứng dụng Satoshi này thì các bác có thể ấn vào cái đường link các bác đăng ký, rồi các bác có thể download cái ứng dụng này về cho em này. Đây là cái dự án Android, hiện tại nó đã có cái đồng đây các bác thấy này, OEX ở đây này, và hiện tại em đang tham gia ở đây nhá. Hàng ngày thì các bác có thể vào đây, các bác có thể tham gia khai thác. Bây giờ thì chúng ta chỉ đào cái đồng này thôi, nên là các bác có thể nhanh tay nhá. Mỗi một ngày thì các bác tham gia, các bác sẽ nhận được với cái tổng số lượng cái đồng OEX này hoàn toàn là miễn phí này. Ngày trước nó sẽ là cái đồng COT ở đây này. Ngày trước nó sẽ là đồng COT, bây giờ nó lại tiếp tục cho các bác tham gia khai thác cái đồng OEX này, nên là các bác không thể bỏ lỡ. Đây là một cái kèo nó cực kỳ là ngon. Không phải lúc nào chúng ta cũng kiếm được một cái kèo như này đâu. Trước đó cái đồng COT nó đã rất là thành công rồi. Giá trị đầu tiên khi mà nó lít nó lên tới là gần 5 đô trên một cái đồng cơ. Và em nghĩ tương lai cái đồng OEX này nó cũng phát triển, cũng như là cái tổng mileage của nó quy ra đô ấy, em nghĩ là nó cũng sẽ cao ấy. Nên là chúng ta, bác nào mà hiện tại chưa tham gia cũng như là hiện tại đã có cái ứng dụng này rồi thì các bác có thể tranh thủ vào các bác khai thác luôn ở đây cho em nhé. Đây, hàng ngày chúng ta chỉ cần ấn vào đây để các bác có thể nhận thôi. Đây, em ấn một phần ví ở đây cho các bác xem này. Đồng COT, COT 2 này. Đây, hiện tại thì em đang có cái đồng OEX này với cái tổng số là 14.000 ở đây. Ở đây thì các chức năng nạp và rút hiện tại nó vẫn đang khóa. Tới này mà nó kiểu như là có mileage, có một cái sàn nào kiểu như là thông báo lead thì nó bắt đầu nó sẽ chuyển lên cái phần đó là nạp và rút cho các bác nhá. Nó giống như cái đồng COT này. Như đồng COT này hiện tại này, trước đó em đã khai thác được ở đây là 1.600 phải không? Thì em đã chuyển lên rồi, và hiện tại bây giờ em đang cam lần lượt. Tí nữa thì em sẽ vào tiếp tục hướng dẫn các bác cam. Hôm nay hình như em lại được mở khóa tiếp là tầm 50 cái đồng COT này, với giá trị hiện tại nó cũng rơi vào được tầm là mười mấy 20 đô ấy, cũng được mấy trăm nghìn nhá, hoàn toàn là miễn phí. Và trước đó cũng khai thác rất là nhiều những cái đồng như là TCA này, TCB này và TCC ở đây nhá. Đấy, rất là nhiều những cái đồng để các bác thể tham gia. Còn hiện tại là cái đồng OEX này các bác không nên bỏ lỡ. Đây là một cái dự án đào solo 1-1 đấy. Và đào trên cái ứng dụng này thì nó quá là uy tín rồi, nên là các bác không cần phải kiểm tra nữa nhá. Rồi, hôm nay em sẽ lại tiếp tục hướng dẫn các bác cam cái số lượng đồng COT. Đối với bác nào mà đã có cái đồng COT trước đó rồi thì các bác chỉ cần vào cái ứng dụng đây, ngày trước là em rút về cái ví MetaMask cơ. Đây, em sẽ vào cái ví MetaMask của em nhá. Em sẽ đăng nhập vào cái ví MetaMask của em. Sau đó em hướng dẫn các bác cam cái đợt này nhá. Đợt này thì nó cũng không được nhiều đâu. Hình như của em được tầm 50 thôi. Đây, em sẽ đăng nhập vào cái ví MetaMask của em. Đây là cái ví MetaMask của em nhá. Và trước đó thì em đã có rút 522 cái đồng COT này. Nó tương đương với là 206 đô em rút về cái ví MetaMask của em rồi. Hôm nay thì em lại tiếp tục cam nhá. Và cái số lượng này thì các bác có thể rút lên cái sàn OKEX này, UBI này, để các bác có thể bán và swap sang USDT đều được nhá. Hiện tại em vẫn đang chờ giá. Dạo này giá nó tụt cao quá nên là em phải đợi giá nó cao lên một chút thì em mới bán được. Bây giờ bán đi tiếc lắm, giá nó thấp bán short lắm các bạn. Đấy, trước 2 đô không bán, giờ nó còn có 0,5 đô này, chia 3 chia 4 rồi. Rồi em sẽ sang cái mục trình duyệt này. Sau đó các bác dán cho em cái đường link trình duyệt là coindao.org ra đây cho em nhé, để chúng ta có thể khai thác vào và cam luôn cái đồng COT này cho em này. Hầu như là bác nào theo em cái dự án đồng COT này các bác đều được làm rồi. Tuy nó không nhiều đâu, nhưng mà căn bản là cái lúc đầu tiên ấy thì giá nó cao thì nó sẽ được nhiều, còn bây giờ nó giảm xuống thì chúng ta thấy nó được ít vào. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ chờ đợi, đợi nó lên giá sau đó các bác mới swap cho em nhé, mới quy đổi ra cho em. Rồi bây giờ em sẽ vào này, các bác ấn một mục phần menu ở đây cho em này. Đây nhá, em sẽ ấn mục phần menu ở đây. Sau đó các bác ấn mục phần Android ở đây cho em nhé. Nó sẽ hiện lên cái mục Android ở đây để các bác có thể ấn vào và cam.
Chọn quốc gia ở đây là Việt Nam ở đây cho em, sau đó các bạn ấn một phần Confirm. Rồi bây giờ em sẽ ấn một phần phần Confirm ở đây nhá. Hiện tại thì em đang còn là 800 cái đồng cốt này nữa cơ. Và hôm nay em lại tiếp tục được mở khóa là 56 cái đồng cốt này. Và bây giờ em sẽ cam về cái ví Honor của em. Và để cam về cái ví Honor, các bạn ấn một phần Claim đây cho em nhá. Đây các bạn ấn một phần Claim đây cho em này. Đấy, sau đó em sẽ nhận được là đây, sau đó các bạn ấn một phần xác nhận ví ở đây cho em này, chờ một lúc nhá. Em sẽ ấn một phần xác nhận ví ở đây. 56 vừa nãy ở bên kia như em có tầm 500 mấy. Rồi như vậy chắc là cam thành công rồi đấy. Em nghĩ chắc là cam thành công rồi. Xem nào, xem còn không. Lại ấn một phần Android này. À thành công rồi đây. Nó báo giao dịch thành công đây xem nào. À, số đồng cốt của em hiện tại đang là 0 ở đây rồi nha các bác nhá. Hiện tại nó đang báo ở đây là 0 rồi. Bây giờ em sẽ sang cái mục ví ở đây này các bác. Sang cái mục ví để kiểm tra nhé, xem cái số lượng đồng cốt của mình là được bao nhiêu. Rồi các bác có thể thấy này, như vậy là em đã có ở đây là 576 cái đồng cốt, nó tương đương với là 229 đô. Ui, 56 đồng cốt kia là cũng được cả 29 đô các bác nhá. 29 đô tính ra được là gần 600 nghìn rồi, gần 600 nghìn tiền Việt nhá. Các bác có thể quy đổi ra tiền Việt bất cứ lúc nào cũng được. Đấy, các bác có thể ấn một phần gửi này, các bác chuyển lên sàn OKX, Huobi hoặc là Bybit để các bác có thể bán và quy đổi sang USDT nhá. À, ngoài ra thì nếu mà bác làm mà có cái đồng cốt này ấy, các bác muốn gửi setting có là gửi lãi để các bác có thể nhận hàng ngày ấy, thì các bác có thể ấn vào đây, hoặc là các bác có thể lên sàn Huobi này, OKX này để các bác có thể mua cái đồng cốt này chuyển về cái ví MetaMask. Sau đó các bác sẽ ấn vào mục trình duyệt này, các bác lên cái mục setting để các bác thì gửi lãi nhá. Gửi lãi thì cũng rất là ok đấy, để các bác có thể nhận cái đồng cốt này. Ví dụ như là tới này mà cái đồng cốt nó lên giá, các bác mà sở hữu được cái số lượng đồng cốt các bác bán ra cũng là một cái lợi thế của các bác. Nên là hiện tại cái đồng cốt này nó đang giảm khá là sâu và đang có rất là nhiều người tham gia thu gom cái đồng cốt này. Người ta rút về chuyển về cái ví MetaMask này, sau đó người ta sẽ vào đây, vào trình duyệt nhá. Đây em sẽ va sang cái mục setting, em sẽ dán setting ra đây. Đây em dán cái mục setting ra đây nhá. Để các bác có thể thấy đây. Đó, em sang cái mục của tôi ở đây, ấn mục phần con new kết nối với cái ví MetaMask của em đây này. Đấy, em đã kết nối rồi nhá. Em sẽ ấn mục phần be start ở đây này. Đây em tham gia ở đây là 300 cái đồng cốt nhá. Em tham gia gửi lãi ở đây là 300 này. Và bây giờ em có thể claim về nhá. Claim về. Đây kéo xuống này xem là hiện tại còn bao nhiêu này. 300. À, em tham gia khai thác hiện tại đang lời được ở đây là 7 cái đồng cốt nữa. Đây, 7 đồng cốt này các bác có thể thấy nhá. Đang có là 7 cái đồng cốt. Bây giờ em có thể claim về. Đấy cũng lãi 7 7 nhân 5 75 là được 2 đô, được 50.000 rồi. Đấy gửi lãi cũng rất là ok. Nếu mà bác nào mà hiện tại muốn mua cái đồng cốt này để các bác thể gửi lãi thì các bác mua xong đó các bác chuyển về cái ví MetaMask này, rồi các bác sẽ vào đây để các bác có thể gửi lãi ở đây cho em nhá. Nó hơi đơ một chút này, em sẽ quay sang đây này. Và trước đó, ngày trước em có làm một cái video hướng dẫn các bác là gửi lãi setting ở trên cái ví MetaMask này rồi, ở cái đồng cốt này gửi cũng rất là ok nhá. Bây giờ em sẽ đăng nhập vào này. Đây các bác quay trở ra nhá. Đây nó sẽ có cái phần gửi setting này. Đấy nó có rất là nhiều phần. Các bác nào muốn gửi cái chu kỳ nào thì các bác có thể chọn đây. Nó sẽ có những cái mục đây để các bác có thể chọn nhá. Aptic này. Đấy để chúng ta có thể chọn cái chu kỳ mà các bác muốn tham gia. Đây các bác ấn một phần Aptic ở đây, chọn một trong những cái chu kỳ đây. Nếu các bác nào muốn tham gia thì các bác ấn vào đây để các bác có thể chọn chu kỳ nhá. Đấy đấy là cái phần mà em hướng dẫn các bác cả tham gia. Sau khi các bác tham gia, các bác sẽ ấn một phần mi đây này để các bác thể kiểm tra cái số lượng mà các bác tham gia. Như hiện tại em đang tham gia cái gói DAO này này, là em sẽ nhận được 5% ở đây. Và cái tổng số phần trăm em nhận được ở trong một năm là 27.25%. Và cái số lượng hiện tại em có thể nhận được lãi ở đây là 7.1 cái đồng cốt. Nếu mà các bác muốn hủy thì các bác có thể ấn vào đây để các bác có thể hủy. Và các bác có thể rút cả gốc cả lãi đều về đều được nhá. Đây là một trong những cái mục mà các bác có thể gửi lãi ok phết đấy, theo em ấy. Có rất là nhiều người đã mua cái đồng cốt này vào đây gửi cái mục setting này. Và bản thân em đã gửi ở đây là 300 này. 300 này tính ra cũng rơi vào tầm 150 đô, hơn 3 triệu rồi. Bác nào mà muốn gửi cái đồng cốt này ở trên cái mục setting thì các bác có thể liên hệ với em. Em sẽ hỗ trợ các bác là cách để chúng ta có thể gửi nhá. Còn hiện tại thì ở trên cái ứng dụng Satoshi này nó đang cho chúng ta tham gia khai thác cái đồng OEX này hoàn toàn là miễn phí. Và tương lai cái đồng OEX này nó cũng phát triển ngang hàng với cái đồng COT. Nên là bác nào mà chưa tham gia khai thác thì các bác có thể nhanh tay download cái ứng dụng này về. Sau đó các bác vào khai thác luôn cho em cái đồng OEX này. Đây là một cái kèo theo em đánh giá thì
Trên cả tuyệt vời, nói chung là trên cả tuyệt vời, không phải lúc nào chúng ta cũng tìm kiếm được một trong những cái ứng dụng khai thác miễn phí và uy tín như này đâu nhá. Rồi em ấn mục phần nhận tiếp này. Rồi thì trên đây là cái video ngày hôm nay em cập nhật chia sẻ cho các bác về cái dự án Adobe giúp các bác có thể tham gia khai thác đào được cái đồng OEX hoàn toàn là miễn phí. Bác nào không hiểu thắc mắc gì các bác có thể kết bạn qua Zalo cho em nhé. Em sẽ hướng dẫn. Video này của em kết thúc ở đây. Xin chào tất cả các bác.